Sáng 10 tháng 5 năm 2020, nỗi bàng hoàng và hoảng sợ vẫn còn chưa hết trên nét mặt của những người sống trong những căn nhà tạm bợ ở khu bãi rác Phước Cơ, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi này vừa xảy ra vụ việc một nhóm côn đồ xông vào nhà, chém gục 5 người đàn ông vào tối 9 tháng 5 mà nguyên nhân chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Người phụ nữ này đang kể lại những gì chị đã chứng kiến. Như những người khác sống ở đây, chị cũng từ miền Tây lên khu vực này trú ngụ để làm nghề nhặt rác. Ngồi đây là nhậu là có 5 người, mà 4 người nhậu, 1 người nằm ngủ. Đến khi mà tụi em chạy qua là mấy người kia đi về, còn 4 người đó gục đằng sau đó, còn một ông này nằm ngay trên võng này nè. Là chạy không có kịp, tại ông đó ông ngủ. Mà ông nắm võng bị gì không? Bị chém luôn. Theo thông tin ban đầu, chiều 9 tháng 5 năm 2020, một người tên Thái ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến nhà bạn gái ở khu bãi rác Phước Cơ chơi. Kế bên nhà bạn gái lúc này có 5 người đang nhậu gồm Lê Duy Thanh, Đinh Văn Tường, Tống Văn Hiếu và Lê Văn Tâm. Thấy Thái còn nhỏ tuổi mà không biết chào người lớn nên một trong 5 người đang nhậu đã nhắc nhở Thái. Sau đó Thái và người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn. Thái rút dao ra đòi đâm những người trong bàn nhậu thì được mọi người can ngăn. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Thái bỏ đi, nhưng khoảng 21 giờ, Thái dẫn một nhóm người đi xe máy kéo đến xông vào nhà đâm chém loạn xạ. Sau khi nhóm của Thái bỏ đi, 5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu với nhiều thương tích, trong đó có nạn nhân gần đứt lìa cánh tay. Ngày 10 tháng 5 năm 2020, Công an thành phố Vũng Tàu đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.